Chén trà bắt đầu câu chuyện. Trong một cái không khí như thế này thì chắc chắn là không thể thiếu những cái câu hát. Nó sẽ là những cái mà động lại xong ở một cái buổi tiệc như thế này. Và trước khi mà Phát chia tay với các bạn ở đây, vinh dự được nghe một cái ca khúc mới của Lily với là Risky Star. Là tôi đang để ý anh kia, người dáng cao cao, anh mệt bờ môi hao hao, chàng diễn viên trong thước phim đầy ngôn tình mà tôi vẫn xem khi một mình. Nhưng câu chuyện chưa đến đâu thì đã hết phim, trời ơi quá buồn. Hình như anh đã có bóng ai ở trong trái tim. Anh ra đây là thất tình, nghe như chẳng biết sao cứ vào tim mình, nghe như là chẳng thèm để ý. Dù mình yêu người ta như bao nhiêu không quan trọng. Khoa học đã chứng minh có mỗi 10 người bình thường thì có 3 người thức tình. Thức tình là hay buồn và hay giận, cứ nằm ì trên giường ngủ cứ muốn tỉnh thức. Từ giờ đây là thất tình, nghe như chẳng biết sao cứ vào tim mình yêu đơn phương chính là khi người chẳng thèm để ý. Dù mình yêu người ta như bao nhiêu không quan trọng. Thương quá à. Hít này, bài này hít nha. Khi mà mình hát rap cái đó không có cần phải nhìn tôi để nói cái từ đó à, rất nhiều. Bạn nhắm vào tôi luôn. Cái kiểu như là em vậy nè, em anh thích lắm em bảo rằng u là anh trời anh... thất tình. Ý là vậy á. Kiểu nhạc của em là âm nhạc chữa lành đó anh. Đúng rồi. Cho nên là bài giai điệu dễ thương quá. Phải tìm những cái vết thương đó mà mới chữa lành được. Phải có vết thương mới có chữa lành đúng không? Bài này phải đặt tên là thất tình là bình thường. Như thêm cái gợi ý nè, thất tình phải cứ hết mình. Em thích anh Phát. Lúc này con chim em thích cái kiểu này. Bây giờ vậy, bây giờ chúng ta sẽ mời Lily đệm nhạc cho Phát hát một bài. Em đánh được thể loại gì? Thì nhẹ anh nhẹ cứ nói không? Đây, dạ được. À, hát thì hát đi. Từ từ để em lựa bài coi. Ok. Tình đề dù có hay không ngờ không? Mì thứ. Rồi, dạ, cho nó dễ. Ừ, đấy, được, được. Mình miếng trống rồi vô cho nó nhẹ nhẹ rồi chứ hả? Xíu rồi, chưa chưa rồi ạ. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tướng chẳng hề quen. Gầm thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Đúng chưa? Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đôi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời tranh sao không vượt tay vơi, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chung ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này tuyệt mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tăng nhau một khi lã đã đổi màu, tình nghĩa mai đêm về trong lòng huyệt sâu. Xong đi này, Phát xin phép chia tay trước nha, mặc dù đang rất là ham chơi. Thôi công việc là trên hết, mai đi làm mà. Đêm nay ai đưa em về? Rồi vô. 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 Muốn nước trà đá đi. Vô. Ngon quá. Đây dao này lại cho em nè. Rồi để em hai anh cúc cung tận tụy. Kính thưa quý vị quan khách. Thấy trịnh trọng hẳn ra. Cái này quen quá. Thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Quý vị đến với Nhà Trọ Destiny, quý vị có mang thêm một món quà. Đúng rồi. Cái quần, cái áo hay là cái đôi đũa hay là chiếc dép hay là cái cối ngủ hay là miếng bánh, miếng kẹo gì cũng được hết. Quan trọng là mình có kỷ niệm với nhau, sau này mình nhớ. Chương trình cũng đã giao cho các bạn mỗi người một cái thử thách. Không phải số nào cũng có. Này là số đặc biệt, số đầu tiên đó, mình có thử thách. Đầu tiên phải là Phương Lan. Phương Lan có thử thách gì? là ngăn không cho khách mời đến trước thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu hoàn thành thử thách sẽ nhận món quà đặc biệt. Chết cha, không biết có ai đến trước em không nữa. Thôi kệ, hồi nữa ngăn hả? Con gái thì ngăn được, con trai sức mạnh quá sao mà ngăn được đây. Họ có nhiệm vụ của họ mà. Em có nhiệm vụ của em. Nhiệm vụ của em là ngăn không cho một ai đó. Dạ. Thì em đoán được ai là người có nhiệm vụ. Tại vì em phải biết em mới ngăn được chứ. Đúng rồi. Làm sao mà biết được. Những lúc này tránh nhìn vô mắt của nhau. Tự nhiên lúc này mọi người hàng hẳn ra, không ai thèm nhìn em cả. Những lúc mà em không biết làm gì hết thì em chơi hệ tâm linh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Thì cái số mà theo đúng của em, số may mắn của em là số 3. Rồi. Anh Phát. Mình Phát làm gì? Nếu bé đúng thì phần quà ngày hôm nay thuộc về bé. Phát hãy trả lời cho bé nghe. Hồi sáng là Risky là chọn cái hộp màu đỏ. Đúng rồi. Không gì đâu, có gì xin mệnh gì đâu, ghê đâu. Kẹo không mình làm cục cà phê trước coi cho hả tỉnh táo rồi. Có tờ giấy. Chào mừng bạn đến với Nhà Trọ Destiny. Một câu chào mừng rất là gọi là thân thiện, hiếu khách nè. Em đoán sai, em đoán sai. Thì thôi. Thì thôi. Rồi. Rồi. Của con là gì? Cô nói luôn hả? Nói. Hình như con của nhóm chị Lan á. Không, con khác chứ sao giống. Kẹo. Có mấy viên kẹo. Trong suốt hành trình ở Nhà Trọ Destiny, nếu như tất cả các khách mời không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ là người chiến thắng. Có nghĩa là mình phải ngăn cản những người khác hoàn thành nhiệm vụ, đúng không ạ? Có nghĩa là người ta không thành công mình thắng. Đúng rồi. Và Risky có nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ của em là trong suốt hành trình ở Trọ Destiny, người chơi phải thực hiện nhiệm vụ ôm khách mời 20 lần. Nếu hoàn thành thử thách sẽ nhận món quà đặc biệt. Phải ôm Liên Phát từ đầu ngày tới cuối ngày, từ tới giờ 20 lần. Và Risky Star ôm Liên Phát dưới 10 lần. Trời ơi, giữ mình lại, giữ mình lại. Có nghĩa là không thành công. Và Lan cũng không chính xác. Vậy là không ai thực hiện nhiệm vụ được rồi đó. Đúng rồi. Thì là con là người chiến thắng. Trời ơi, một chiến thắng thật là bất ngờ luôn á. Quá bất ngờ luôn. Không biết là mình thắng luôn. Đây là một phần quà đến từ Minh Tuấn Mobile. Trời ơi. Trời ơi. Yeah. Đổi số may mắn lại. Số 2. Mà cái nhiệm vụ của Risky là rất dễ luôn. Em là chủ động, còn hai bèo này là bị động. Đâu ai ngăn đâu. Tại kiểu phải kiếm cớ làm sao đó. Kiếm cớ gì? Đơn giản thôi. Lúc chơi anh Phát gì đó. Rồi dính lề camera chút xíu chụp lật bập bập. Vậy tính ra là từ đầu tới cuối là trò chơi là anh thua hết luôn á em. Đúng rồi ha. Và người ra về đầu tiên trong cái buổi tối hôm nay đó chính là Lê Đình Phát. Anh đã từng nói là đến chương trình này có một cái slogan là hãy mang đến 1 thì bạn sẽ mang về 10. Đây, em mang tới một hũ ba khía và mang về 10 gói mì Hảo Hảo. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chủ nhà. Dạ. Chúc các bạn tối đêm nay ngủ ngon giấc. Bye thí chủ. Bye anh Phát. Bye bye mọi người. Tiếc ha. Trời ơi, mai không có việc ở lại, tối nay chơi vui rồi. Tới nãy rồi. Chết nhỏ với ghe nữa hả? Chưa xỉn gì vậy. Ủa anh có quyền xin thêm một chai lên xe cũng được mà. Thôi. Anh về phải tỉnh táo để anh học kịch bản nữa. Ok, xe đây rồi. Cảm ơn Lan. Rồi, bye bye. Chúc anh thịnh lộ bình an, ngày mai quay tốt. Bye bye. Trời ơi, thời tới cả không kịp. Đúng rồi. Thiệt sự. Tại vì trong cái thử thách này cái người dễ nhất chính là Risky. Bởi vì Risky là người chủ động để làm mọi thứ. Mình chỉ cần anh Phát ôi trời anh chơi giỏi quá à. Mà đàn ông nữa. Chung phòng luôn á. Chung phòng chỉ cần qua á là ôm rồi. Phương Lan lại trở lại. Mời ngồi bên kia luôn cho nó cân đối. Destiny tên thật là gì chú? Đúng rồi, chưa ai biết luôn nè. Võ Thành Thiên Ý. Trời ơi. Tên nó có ý nghĩa như vậy nè. Vì lúc hai vợ chồng có em bé là vợ mới giờ đặt tên con là gì anh nó thôi. Cứ để cho con nó lớn trong bụng mẹ đi đã. Khi nào con nó chào đời thì lúc tự nhiên á nó sẽ có cái tên là em yên tâm, em nói vậy. Vợ nó dạ. Thì ngày đẹp trời là anh đi diễn thì anh về không kịp, anh lên máy bay á thì vợ chuẩn bị đẻ. Cái ngồi nó trời, mà trong khi đó là lẽ ra là vợ đẻ ngày mai sớm, chuyển dạ sớm, chuyển dạ sớm cho nên đẻ thường được luôn. Trong khi đó bác sĩ quy định là đẻ mổ. Mà do vợ anh chọn ngày này là tại vì đi coi bói, và vợ tôi chán lắm. Đi coi bói ông thầy nói là đẻ ngày này, ngày này anh đang trên đường về, nếu phải chọn ngày này ngày mai là ok rồi. Nhưng mà cuối cùng ngày này là vô cách đó 10 phút để thường luôn. Thì là bà vô bà đẻ, bà nói với bà chị, nó trời ơi chị ơi em buồn quá vậy, mất hết 5 xị rồi, ông thầy coi sai, mất hết 5 xị. Nó ghê luôn, tức bà Phương ghê á. Tức ghê. Xong bà xin cái anh nói là trời, tất cả là định mệnh sắp đặt hết chứ mình chả sắp đặt được gì cả. Nó định mệnh là ý trời rồi, thiên ý chứ ý trời xanh đã đặt hết rồi, nên là đặt là Thanh Thiên Ý. Họ bỏ quanh là Võ Thanh Thiên Ý. Tên nghe kêu quá ha. Lan tên thật là gì? Huỳnh Thị Phương Lan. Tính ra là em cùng tên với chị á, tại vì tên trong khai sinh của em là Nguyễn Hoàng Lan. Còn Lily là tên ở nhà của em, ba mẹ giống như Tèo Tí rồi thôi, nên là em lấy làm nghề danh luôn. Hơn á, em thấy Phương Lan những đồ hồi xưa là hả, bác em tính đặt từ Hoa Dung á. Hoa Dung kiểu nó là kiểu kiếm hiệp á. Cái gì đó Hoa Dung không biết sao sau này đổi thành Phương Lan. Hoa Dung muội. Có gì đâu nè vô. Rồi đi. Vô. Đây. Dạ em cảm ơn Giang. Ha 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 ha. Tụi em sẽ ngủ thật ngon để sáng dậy ăn thật ngon. You are my destiny, nắm tay em đi, buồn em đi. Mình phải dậy sớm nấu ăn, mệt quá mệt mỏi. Ba phòng kia chắc chưa ai dậy, trắng luôn. Ủa em quá mà. Ly ơi, Ly ơi, Ly Ly, Ly ơi con dậy chưa? Con ra 5 phút nữa. Giống như cha già đi kêu các con trẻ vậy ha. Lan ơi, dậy đi con ơi. Ơi. Rồi vậy rồi, Risky Star. Dậy đi con, đừng ngủ dây dưa. Dậy đi nào. Ok. Ekip ăn sáng chưa? Ăn miếng cảm ơn Hảo Hảo đã hành động với chương trình. Ai ăn không? Một chén một lon luôn. Tự làm đi nha, tôi chỉ phục vụ cho nghệ sĩ thôi. À, có muối Hảo Hảo nữa nè. Cái này chấm trái cây đồ cũng ngon lắm. Mình sẽ làm bánh mì cá hộp với lại ốp la. Qua ngủ ngon không? Rất ngon luôn. Tuyệt vời hả? Anh ngủ không được luôn á. Ủa? Anh nằm cái trong giấc mơ của anh gần sáng là gặp nhỏ biên tập. Nhỏ biên tập. Nope. Thiệt. Ê, anh để bàn bạn với anh. Ôi mày nói gì? Anh hay bị vậy đó. Cái này vậy sao nấu ăn cho tụi nhỏ? Sao nấu ăn cho tụi nhỏ? Số thiệt. Bây giờ mình quay trai. Ai bị chĩa vào còn kiểu căng thẳng. Sáng mai nấu đồ ăn sáng và mời 3 người còn lại ra ăn. Hoàng Hảo, nó phải là gia chủ, nó phải là gia chủ. Tại vì gia chủ nó phải biết là cái tủ lạnh mình có cái gì, cái cấu trúc bếp sao, đúng không? You are my destiny, nắm tay em đi đừng buông em ra. Ủa sao lạ chú? Ủa? Thử coi. Xui dữ vậy ta. Rồi thôi số phận rồi. Số phận rồi. Cô mấy cậu ngủ mai tôi làm đồ ăn chưa? Dạ cảm ơn Giang. Cảm ơn anh Giang. Sùng sướng quá. Rồi lên món đi. Chú sẽ làm ở ngoài vàng mà ở trong ẩm chứ con. Quá xuất sắc. Lòng đào. Hết hồn liền. Rồi diễn con nào nè. Ôi cậu đâu diễn nào cũng được chú. Ngoài vàng trong mềm đó. Em cũng kiểu mà dành trong mềm luôn. Em là ngoài hồng mà trong héo. người chú Tần Tảo. Ăn đi con, con ăn qua kia ăn đi cho để nguội. Thôi đợi mọi người ăn. Trời ơi, ốp la mà đợi là chết rồi. Con bưng qua trước đi con, con bưng qua trước ngồi ăn đi. Em qua ăn trước đi, xong một cái là chị đi qua liền. Ngon quá. Nhưng mà vẫn muốn đợi mọi người. Ủa, chào sáng Giang, chào sáng Ly, chào sáng Lan. Ủa vậy á hả? Nướng quá vậy. Ở tình cờ nhỉ. Ngon quá hả? Nhìn hấp dẫn chứ không? Thật sự. Cần phụ gì không anh? Không, em chuẩn bị em ăn. Tiểu Nhị à. Tiểu Nhị à. Nè, Tiểu Nhị đâu ra? Ủa, đến xin cái muỗng. Xin muỗng hả? Ừ. Thôi đợi xíu. Tôi được ăn rồi mọi người. La la la. Ba đứa ngồi một nhìn một đứa ăn hơn. Sao mọi người ăn nhanh quá lại em ngại quá vậy? Cái món này nó phải kiểu ăn từ từ thưởng thức. Ủa? Có đâu, cái này đâu nó ăn nóng mới ngon mà. Món này nó phải đồ ăn của Pháp hay của Ý gì đâu mà còn từ từ thưởng thức. Không nhìn nè. Ăn đi. Chú con có một thỉnh cầu. Chú con có một thỉnh cầu. Xíu nữa con về á, cho con xu một trái dưa gan. Được đó, đó. Trái sống về cái giả ớt tỏi nước tương, nem xíu đường, cái cắt cục đang trộn vô ăn cơm. Cái cháo nó ăn kia nó cũng không còn gì cho nhau. Sạch sẽ quá ha. Hôm nay ai ra dạy trẻ nhất ra đây ạ? Thì đó, sáng em nói là dạy chạy cái thành Tiểu Nhị đó. Rồi, mau dọn và rửa. Ba anh em mình thì ngồi nói chuyện. Không phải là tại vì anh Phát đi xong rồi là ăn hiếp bạn đâu nha. Tại vậy trẻ. Tôi tự nguyện, Rồi. Okay. Sáng xong bắt đầu đi dạo ra thăm vườn. Còn bữa nay em nấu rau gì rồi nè, canh bí ha, hay là rau muống ha, cải ha, rồi giờ trời mát cái lao ra cái bãi cát liền luôn. Hello anh. Ủa? Hello. Hello chị. Hello. Đông quá. Còn phòng muốn anh. Vàng nhân viên mới anh. Còn phòng không em tính thuê giờ lẻ thôi. Làm gì mà thuê có giờ lẻ, không thuê qua đêm. Giờ lẻ hả? Giờ lẻ. À 70. Thì thôi mình vô trong mát mình đứng đi ha. Mình cũng đừng làm đi làm khùng ở đây nắng lắm. Vô. Rồi, vô ký tên. Chưa ở mà bắt ký giấy thế thân. Nhiều ký giấy bán thật. Cái gì vậy? Ghê quá. Đây là mình để tên mình vô là mình có miếng đất ở đây liền. Phát quê đâu? Em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long còn nha con. Còn Vĩnh Long còn. Ủa gì ta? Đặng quê đâu? Dạ Long An. Còn nha. Qua là quê đâu? Em ở Sài Gòn luôn, không có quê. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vậy chương trình mình 1000 tập không anh? Chứ thấy khách mời là cũng 63 tỉnh thành rồi đó. Mời ký tên Vĩnh Long. Em ký tên em vô đây để làm kỷ niệm với chương trình. Nhớ ký đừng bị ngược nha. Risky Võ Tấn Phát. Thấy người ta biết điều không? Vẫn còn chứ mà ai như thế. Có ghi một chữ một là cỡ như Hà Thu Lâm Vĩ Dạ là bít cửa. Triệt đường sống của đồng nghiệp luôn. Long An rộng dữ vậy ta? Long An to mà. Là anh viết chữ Đằng là dài, chả dài ở dưới luôn hả? Cùng cái nết như em cũng không có để ai ha. Cái nết đó, để giữa vậy đó. Ủa kêu ký tên mà. Ủa. Rồi mọi người cầm cái đó đi ạ. Dạ. Phát đầu tiên nè, kỷ niệm với chương trình. Rồi, phần hai nó gắn vô. Sau rồi chúng ta di chuyển vào bên trong. Đây là mấy cái tấm mà gọi là mới hôm qua đó, đúng. Là dễ thương không? Mình đi làm khùng ở giữa rừng này thấy không? Thôi có màu đỏ không? Ôi trời ơi. Đó là trời, có màu đỏ không? Trời ơi, phải tâm linh mới được chứ. Dễ thương ha. Vợ tôi chưa thấy cái này luôn á Phát. Thì em nói rồi, cái chương trình này anh Giang anh bày ra để tụ tập anh em rồi. Đàn đúng nhậu. Thế là cho anh em có những ngày mà nó thôi đi. Trời ơi, thư giãn bên nhau. Rồi bây giờ gắn cái mảnh mình đã ký vào vị trí quê hương của mình. Trời ơi, sáng trưng cái Vĩnh Long liền. Rồi. Long An đây. Đó, Long An. Không, em nghĩ là em nên thêm cái chữ ký đi. Tại vì Vĩnh Long của em là nghệ sĩ thế hệ em là hết rồi. Anh mời thế hệ trước nữa. Bớt xin đi, đi ra đi. Bớt xin. Tại vì Vĩnh Long chỉ còn anh Thành Bạch thôi. Em mắc cười quá, 2 năm nữa nổi tiếng quá trời đứa bây giờ. Rồi chúng ta di chuyển vào bên trong uống trà đá nghỉ mát. Sao mà rộng rãi quá trời đi. Trời ơi, tôi mới nhận được thông tin là Võ Tấn Phát, bà con bên đời nào đó tôi không biết, mà chắc cũng cùng dòng. Là hôm nay có đem thêm một món quà, lát thì sẽ cho mọi người xem. Đặc biệt lắm á. Đặc biệt lắm á. Hôm anh cũng có chuẩn bị một ít đồ ăn cho mình rồi. Hôm qua là anh với Lê Bình Phát với lại Risky là hái môn ngọt ở dưới để ngâm chua á. Anh sợ em ăn chay nên làm sẵn. Dạ không, em chay mặn đều dùng được. Chỉ có, nhưng mà có là Lily hôm qua ăn chay. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản thôi, dễ chịu, nhẹ nhàng. Chỉ chia làm 2 đợt. Đó, ai thích ai thì về đó, ai không thích thì thôi. Em với Phát. Ủa? Em nghĩ là những cái người nào mà người ta có cặp á thì đi ra, còn những cái người mà người ta đúng không ạ? Đúng rồi, những người mà một mình á. Hồi nào mình kiếm cặp với nhau thì mình xuống đây một mình mà. Đúng rồi, mình xuống đây một mình. Sao mấy đứa mà hay bị hay nói giống như là mình là người sâu sắc rồi quá. Không. Ủa làm gì vậy? Ôm chung. Ủa mới gặp mà là ôm. Nè nè. Dạ. Mình chia đây để chơi theo kiểu bạn bè, phải mẹ con. Anh này. Rồi anh Lily đi. Ba đội ơi. Có tập trung không? Chị sao? Các bạn hãy bắt đầu trò chơi đi nào. Đó là chiêu mình anh. Rồi, các bạn hãy nhìn đây, chúng ta sẽ có 10 cái lon nước mà đã khui rồi, còn lại một ít nước thôi. Chúng ta chia từng cặp, chúng ta chơi 10 lượt thì dĩ nhiên mình cứ chia đó, phân bổ ra. Đó, 2 người cùng nhau ngậm cái ống hút. Sọt qua đây. Người kia ngậm. Sao đi di chuyển qua trước này Phật. Rồi sao thả xuống. Rút cái này lên. Chạy về tiếp tục. Chạy về cũng phải đưa qua một chút. Chứ sao. Đó, và tiếp tục dùng ống hút này. Như cũ. Đội nào hoàn thành sớm hơn thẳng. Và dĩ nhiên rớt lon ở đâu lụm về lại vị trí ban đầu chơi tiếp. Chia đợt coi. Chị bên kia ai chơi trước? Đây, chơi trước cho. Rồi, Risky với ai? Với lại mẹ qua. Con nè. Trời ơi, 2 mẹ con chơi chung vậy. Ủa, mình chơi trước luôn hả? Ủa, không, xìm xăm trước con, xìm xăm đàng hoàng. Bên này cử ai xìm xăm? Thôi, Billy. Bên này ai? Thôi, đây, đây đằng lên. Người mới đi, tới mình. Con ra gì? Con ra kéo. Con ra gì? Em ra búa. 2, 3. Bạn anh mới hả? Già cái đầu thì mấy đứa nít nó gạt. Năm triệu mới hả? Nhường thôi. Người ta con gái mà đẹp mà. Hôm qua cũng có mấy người nói vậy nhưng mà thật sự là thua nha. Nhưng mà là do thua chứ không có nhường. Không phải nhường cái đẹp. Ủa nhưng mà đúng rồi. Thắng quyết định. Không phải con sai lầm khi vô team này. Risky thua hôm qua vừa thua quá trời. Hôm nay có mẹ. Có mẹ đã về nha. Có mẹ là thua. Thấy mẹ luôn. Anh này. Mọi người muốn sao? Mình chơi sau đi cho có kinh nghiệm. Ok chơi sau đi. Rồi cặp đầu tiên lên. Chơi trước đó. Rồi em với Đằng chơi cho. Rồi. Em đâm qua là anh đớp liền nha. Ừ em cứ đâm qua anh. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chuẩn bị chưa? Cái này phải cho xoay may 5 vòng xong bắt đầu mới thọt mới hay. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Cái là hắn rồi. Rồi nhanh lên di chuyển nhanh. Trời. Ủa sao khó vậy? Cười đó. Rồi anh đâm ngược lại đi. Trời cái mặt như cá chuột kiến rồi trời. Trời khép cái giò này Đằng ơi. Ê cái mặt của Đằng trơn tuột luôn đó Đằng. Anh thấy không? Không có dùng tay vậy Phát. Căng lên. Cắn đi. Cứng như bạc nhỏ nữa kìa, đội nón ghê rồi. Đây xuống nè. Ai buông? À. Cắn kéo. Ở chi cậu cắn chưa? Chơi chứ mua rên nha. Hay quá. Chơi chứ mua rên nha. Hay quá. Trời. Trời là trời, đi lại từ đầu lụm cái lon về. Nãy giờ chắc khỏi 3 phút chưa mấy đứa. Em nghĩ là chắc hơn rồi đó, 3 tiếng à. Nó tưa đầu luôn rồi. Đổi ống đi kìa, quá trời ống kìa. Con cái nữa. Ủa sao say. À chơi hai. Không được, mỗi lần một cái thôi. Ủa? Ta nói chơi 10 lượt mà. Chuột rút vậy. Chuột rút bắp chuối rồi. Cái muốn vòng mới đẹp. Sao người bình thường mà chơi cái lạc lòi vậy? Sao chơi thấy lạc lòi quá vậy? Nào trong cũng mới lâu quá kia nào kiểu ơi bị sái quẹt tay uống quá lạc lòi quá hả? À. Để cái lon mình giữa giữa rồi. Nói xuống đất là thua nha. Ủa rồi cái cặp này có chơi không? Hả? Đâu từng cặp. Ủa sao không chơi Lan này giờ chơi? Có 10 lon à bà. Nhanh đi hết giờ rồi. Bán tỉnh queo à. Đây quý vị đã đến với cặp đôi cô đơn. Quý vị thân mến. À, đó. Đó. Có những mảnh vỡ trong trái tim đã lan tỏa đến tinh thần. Đó. Không quan tâm, không quan tâm. Ồ, Lan đi ngon lành quá chứ hả? Với kinh nghiệm 4 năm bước qua bao nhiêu trong gai, bước qua bao nhiêu trong gai thì hai cái ghép bạn này đừng bỏ. Rồi như vậy chúng ta đã đến cặp đôi 4 năm 5 áo đen và 4 màu trắng. Họ đã vượt qua những trong gai trắc trở cuộc đời để đến với chương trình ngày hôm nay thì không có gì mà vượt qua được nữa. Đau cũng đã đau rồi. Cái này là cái màn dư luận nè. Hiện luôn nè. Đúng rồi. Đây là cái bàn đàm kéo nè. Cuối cùng rồi, cuối cùng rồi. Đạp qua dư luận nè. Bước qua sóng gió nè. Qua đời, qua đời. Hết chưa? Rồi, thời gian chúng tôi đã ghi nhớ rồi. Và chúng ta sẽ công bố sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội tiếp theo. Chân mẹ ngắn thôi, hai đứa chơi trước vòng đi, chút mẹ vô. Rồi 3, 2, 1. Thời gian bắt đầu. Vô. Khó vậy? Ủa trời ơi trời. Dễ mà con. Để im thôi. Chậm lại, chậm lại. Cái vụ mà Rồi bước nào con. Kia làm hay hơn. Ai ra ai ra. Ai ra ai ra ai ra. Trời ơi. Hay quá. Ừ, đội đây hạnh phúc nè. Trời ơi đó. Ủa bên đây lòng miệng nhiều hơn nha. Mấy cái ứ là chửi thề đó. Em thấy cũng dễ mà ta. Rồi mẹ vô đi. Thôi dễ quá hai đứa làm đi cho mẹ. Rồi khoảng 5 cái thì mẹ vô được. Ráng lên nào. Vô 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 vô. Mắt một tình tượng. Có. Nè tới mẹ nè, tới mẹ nè. Thấy mẹ hả? Ủa có dính cái nách nữa hả? Lục. Nhìn mẹ thật là thon thả. Em không có đứng thẳng luôn. Đúng không? Đúng không? Risky nói Risky không đứng thẳng được, trong khi qua đã đứng thẳng. Đâu, qua đứng thẳng lên luôn nè. Qua đứng thẳng đó. Đó phải đó. Trong khi Risky cực. Ngó cong lưng. Thương quá. Tập trung quá. Mẹ con. À, thiệt. 10 năm đèo mẹ đi chơi game show. Đừng có cười, đừng có cười. Bình tâm nha, tỉnh tâm nha. Mẹ ơi! Trời nhỏ này. Nhỏ này nhỏ. Dễ dây hả? Anh sái khang. Nhanh đi! Ly còn cái rồi, con ấy cứ cuối rồi Ly. Dạ. Cự lộn nhau cá chơi coi. Cái gì vậy? Lên đây mà cứ lăn qua hoài. Làm gì? Đúng cái gì? Làm gì? Đúng cái gì? Trời ơi! Diễn xuất giả tạo dễ sợ. Anh đặng kìa. Cái này ba tổ chức đã công nhận rồi, lụm lên đi. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Giờ mà không có chung đội luôn. Ủa hồi sáng anh nói mặt đây chưa rồi phải không? Anh đây tôi rồi. Mà sao mồ hôi ra cái màu nó đục quá vậy? Cơ địa, cơ địa. À. Chơi dơ vậy là sao mà thắng được? Đã chơi dơ rồi còn đánh phấn nữa. Kết quả đã có. Đội Phát nhìn vậy nhưng mà ok. Ủa? Cái lon đầu tiên mất 30 giây chứ mấy. Lần đầu mà pháp rồi. Thời gian của mình là 5 phút không 5 giây. Trời ơi. Quá lâu cái đội này vừa làm vừa diễn tấu hề mà anh. Đúng vậy. Còn đội bên đây là 3 phút 44 giây. Áp đảo luôn. Bên mình là những đứa trẻ, bên đây có người lớn. Có mẹ. Có mẹ, đứa đừng nhận lời. Không phải là thua thấy mẹ mà là thắng thấy mẹ. Thì bây giờ mình có hình phạt đơn giản thôi. Dạ. Gì? Đây. Mỗi người được một lần quẹt lên mặt của ai mình thích. Cái lò ngại này không được xóa, khi nào chương trình bỏ thì mới được xóa. Mẹ thấy nãy đó là một gạch thôi đúng không? Nhưng mà nãy chơi dơ nên tăng đi, giật hai gạch đi. Dơ đâu hồi nãy mẹ, là người lớn mẹ ác quá. Mẹ thăm thật sự. Mẹ chính giữa này cho mới đúng. Mẹ dành không, cái người mẹ... chơi dơ nhất đi. Đúng rồi, mẹ thích chơi dơ lắm. Không có được. Ủa đâu vui lựa chọn mình nữa. Quyền để một bàn tay luôn á, thật sự. Sao con không nói mẹ sớm? Trời hai mẹ con tấm cá. Đúng rồi. Kệ anh chứ. Thôi cái gì, tự nhiên không cho quẹt rồi. Ngay cái sống mũi á, quẹt ngay cái sống mũi. Bây giờ sao? Tao phải mắc cấp lại. Không có sao hết. Ai cho mắc cấp? Nhắm mắt vô đi. Đi trên thực tế ai mắc cấp đâu. Đang nỉ chơi mà đang nỉ quá. Chơi và đang nỉ. Nghe con mắt đi cho nó dễ. Nước em coi. Cái đường xéo luôn, đường xéo từ trên xuống dưới. Rồi mình đi vòng cái mặt không. Ủa nó dài vậy. Chết gì nè. Trời mẹ dạy con làm gì vậy? Ôi trời ơi. Mà mẹ dạy rất nhiệt tình. Anh có muốn chọn ở đâu không? Thôi đàn ông có đâu cũng được. Cũng được hả? Thôi cho chân mày nối liền đi. Trời muốn sao cho nó kìa. Ủa ấn là ngắn thôi bà. Ủa cho ấn nào mà ấn đường đang tối như vậy trời. Mẹ hướng dẫn trai một đi mẹ. Đậm sâu nha mẹ, đậm sâu nha. Đâu tay con đâu? Đây một tiếng thôi. Ôi trời ơi. Cái này cả một cuộc đời người mình. Cái này mình chơi trò chơi chứ không phải đi làm chứng minh nhân dân. Đúng rồi. Coi là tức nó ghê không? Trời ơi. Phải chè ra cho mẹ. Trời ơi. Rồi. Như đi còn hơn đi lăn tay nữa. Mẹ biết sao mà mẹ biết sao mà mẹ không được cao mà mẹ bị mập không? Mẹ nghiệp. Ghét. Từ mang tay bên kia qua mang tay bên này cho mẹ. Trời ơi, mẹ ác đó mẹ ơi. Đúng rồi. Hay quá. Ồ nó miết kìa. Ngọt xớp. Anh cười em. Anh cũng vậy. Ba chúng ta tự cười nhau. Rồi mình hát bài gì? Ủa bài gì? Chúng ta là lũ quỷ. Tiếp đi chơi gì? Chơi gì nữa đi mọi người. Nó me nhau á, ai mà 42 là tất cả im lặng á, cho hại chết thôi. Nói cho mình vô trong nhà gỗ cho đỡ nắng nha. Dạ xin mời. Vô đây chơi gì cũng chơi. Bây giờ hai đội vẫn như cũ. Dạ. Mỗi người sẽ chơi với một người nên hãy chọn đối thủ và coi thử người ta có chịu chơi với mình hay không. Người ta có dám chơi với mình hay không chứ chịu chơi. Hồi nãy ai là cái người quẹt tôi một cái đường rất là động. Tôi đó. Bà đó bà già. Em sẽ trả thù Ngọc Hoa. Võ Tấn Phát, Ngọc Hoa. Em sẽ trả thù dùm cho Lan. Risky Star. Risky Star, Hữu Đằng. Em với Ly. Rồi cô đơn với là hạnh phúc. Cậu đau quá anh. Cặp đầu tiên ai muốn chơi trước? Ủa? Rồi chơi em chơi trước cho. Dạ. Chơi. Rồi. Lợi thế đang nghiêng về Võ Tấn Phát. Đấu dần hả? Hai người sẽ giơ tay ra, sẽ có lượt người này và lượt người kia. Dạ. Nhiệm vụ đối thủ đập lên tay, nếu mình phát tiếng động là đau quá, rên là bị một quẹt. Rồi. Còn ngược lại mình không la mình thắng, người ta bị một quẹt. Nhưng mà chỉ cần cười hay là có một tiếng động phát ra từ cơ thể thôi là bị rồi. Cái nhưng mà đập mấy cái hả? Một cái thôi, đập qua đập lại. Cỡ phát mà nó quánh một cái thì khả năng là băng bó đó. Anh có biết kính cha kính mẹ không? Không mà. Dạ, mất dạy rồi. Anh đánh em bài dấu vân tay luôn. Ôi sao cái kỳ quá. Nên nhớ. Dạ. Cuộc sống có luật nhân quả. Sao anh làm em trùng bước quá. Khi mình đánh bạn mình đau, thứ nhất là tim mình đau và bạn mình sẽ tát lại mình đau hơn. Cái mặt bạn ghim nó phải đánh mạnh trước chứ. Rồi chuẩn bị nha. Mẹ nên nhớ. Trời ơi. Hãy sống với các con cháu. Rồi để mẹ phải dạy cho nó hiểu không? Để vô cái nốt đó đó. Nè cái này người ta là thương cho roi chói giọt. Thương cho roi chói giọt. Có nghĩa là Phát không phản ứng. Thấy mẹ rồi. Nhắm mắt lại. Nhắm nè. Con cho mẹ nhìn đời qua con mắt này ư? Còn phải đánh lại em không anh? Chứ sao? Đánh lại em la là Phát được quẹt thêm cái nữa. Còn em không la là em được quẹt lại. Đúng rồi. Mà Phát đánh thì phải la rồi. Sao mà la được? Tạo ra âm thanh là chết. Trời ơi, còn cái đó mà dùng cái tay ha. Gãy cái tay thiệt nha. Wow ơi, đáng hay không? Đáng hay không? Đáng hay không? Mẹ mà mẹ đẻ ra chúng bay được mà. Nhét vô rồi. Trời ơi. Ê, mẹ mệt quá, mẹ mệt quá. Mày đánh đại một cái đi bác, mẹ mệt quá bác. Bằng bỏ nhà qua. Đau lắm đó nha, đau. Đau lắm đó nha, đau. Ủa, ra tiếng động rồi kìa chú. Cho cố vô. Đưa mẹ. Rồi nhắm mắt vô. Nhắm mắt nhưng mà chét cái sống mũi á. Chứ mà ai cũng có mắt vậy. Thành đội quân chó đớm. Đủ rồi, đủ rồi Quang. Trời ơi, cái liner đã ha. Liner đã ha, đậm lè. Tối nay mình đi cháy phố. Xin hỏi tập tiếp theo là ai? Anh em mình. Sao anh em mình con, mình chơi mà. Anh em phải có tinh thần quyết chiến chứ, Risky. Nghệ sĩ ai như mày vậy? Trời ơi, đánh chứ không phải là cầu hôn mà đưa cái tay lên tao đeo đút nhẫn vô hay gì. Bây giờ là đánh liên tục trong vòng 30 giây. Ôi trời ơi. Là sao? Là phải im á hả? Ai mà la lên là thua. Sau đó người kia sẽ đánh lại 30 giây. Sao? Độ khó tăng lên. 30 giây cũng lâu. Là đánh tay không mình có giật xuống mình kiểu mét đau hả? Ai trước? Đây em trước nha. Rồi. Gồng bên con. Gồng tiếng nè. 3, 2, 1 bắt đầu. Tội nào vậy? Mẹ ơi. Trời ơi trời ơi. Cố lên con, cố lên con. Gia đình trông cậy vào con. Đúng rồi. Gồng lên, gặn lên. Nghiến răng vô. Nghiến răng vô. Đau không đau? Không. Trời ơi, cái tay đỏ luôn nè. Ê, cái gân này nó bầm lên luôn rồi nè. Tại quýnh ở trên đau lắm. Đánh vô cái đau luôn nè. Đau thì á đại đi, cũng đặt gồng chứ chứ. Thôi nè, để yên giờ nó rung luôn nè. Giờ mình ở ác đó. Không, có sao không em, anh xin lỗi nha. Thôi gọi, tao quýnh lại bây giờ. Risky, con quýnh lại cái tay rung cho mẹ. Hồi nãy ai nặng vai á, hiểu không? Ai đánh cho mày anh đánh đâu. Tờ quẹt nè. Thôi giờ anh quẹt em nhẹ nhẹ thôi. Là bây giờ là anh hay là ai nặng vai nè, cái người quẹt nè. Quẹt là anh quẹt. Rau hả, vậy rau hả? Ôi trời, ngay cái môi luôn. Môi hơi không. Mẹ thấy nó rắn rỏi. Đánh lại cho mẹ, đánh lại cái tay rung cho mẹ. Đúng rồi. Đánh không nó nghe nè, lúc nãy đánh xong là gân nó nổi, giờ đánh lồi cọng gân ra ngoài luôn. Nổ cọng gân luôn. Trời ơi, cái hội nghệ sĩ này ác quá. Nghệ sĩ chúng ta như thế nào? Anh em nghệ sĩ chúng ta quay ra. Thương Risky lắm. Khỏi thương. Rồi đưa tay lên kìa. Nhanh kìa. 30 giây bắt đầu. Lại. Ủa? Chưa chưa la rồi. Mới nhá thôi. Trong 30 giây là thua rồi. Vậy là khỏi bị đánh rồi. Thôi thôi thôi. Đây là một trường lương lẹo. Điểm thúi với lương lẹo cái gì? Vậy thì mỗi người sẽ được quẹt một cái. Thôi mọi người chơi nghiêm túc quá. Anh em nghệ sĩ chúng ta cùng quẹt mặt lẩu đăng nè. Ủa Lan, nội chị đó. Lan chơi gì đâu mà nguyên bàn tay vậy Lan? Dông Nhi nào nhập em á. Trời ơi, làm bằng nhỏ hồi sáng 4 giờ sáng make up trên xe. Ông tài xế chạy lắc lư mà cứ về. Đúng rồi anh, ê, thiệt luôn anh, dặn kỹ lắm luôn. Vậy đó, đấy. Em nghệ sĩ cùng nghiệp lấy cá. Mấy đứa ngồi đây nói chuyện, để anh vô anh làm cái này cái. Chuẩn bị có đồ ăn. Nói chuyện 1, 2, 3, 4. Đâu phải là hồi xưa đi quay karaoke rồi 1, 2, 3, 4. Nói cái gì bây giờ? Đánh Risky xong giờ cảm thấy có lỗi hoài luôn á. Bị Risky cầm cái này đánh lại đi. Anh em nghệ sĩ của anh vừa làm cho em. Đánh cho đỡ ngại chứ phải đánh cho chết đâu. Bây giờ chúng ta sẽ uống này xong là tạm biệt Risky với lại Phương Lan. Ủa cô chú đâu? Chú uống trà đá. Tại sao mình uống mà chủ nhà không uống? Trong nước có độc. Phải drama lên mọi người. Lại nha. Ngon không? Dạ ngon. Ngon hả? Trời nắng mà uống mấy cái này ngon. Ê nhưng mà sao vậy? Ủa sao anh Giang không uống vậy anh Giang? Anh uống trà đá. Kiểu hy sinh hả? Tại sao? Ủa nhanh quá vậy chị? Ủa nhanh bị sao vậy? Chưa phát hiện mà. Tại kiểu làm liền đó. Chết rồi. Mình kêu có độc rồi xỉu luôn. Bây giờ không có quá trình rồi. Làm lợi. Mới lợi quên rồi nha. Hai ba ngon quá nè. 2, 3. Ngon quá. Xã này là mình nhà chồng luôn hả anh? Xã hổn là tại sao nó hổn vậy chị? Tại vì nó mọc cao hơn mấy cây cao. Em hiểu rồi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa sao 6 mình uống mà? Ủa sao anh Giang muốn vậy? Trà đá. Trời ơi. Nhường với khách. Công nhận tốt vậy sợ. Đúng rồi, cái tâm thiện lành quá. Khoan. Sao vậy? Tại sao 6 người mình uống? Ảnh cũng đang nóng, đang khát mà sao ảnh không uống? Chẳng lẽ có đâu? Mọi người ơi, ly nè. Nông diện không anh? Tức quá. Mọi người, mọi người xíu. Không thấy anh chị em xỉu mình cũng phải xỉu theo chứ. Chán thiệt chứ, cháo tôi. Nhưng mà có khán giả cười nắc nẻ là được rồi anh ơi, tụi em thành công rồi đó. Nhưng mà Lily sau này cô có tính đi học diễn xuất không? Dạ không. Ừ cũng nên. Con tưởng mọi người nói chơi mà con xỉu với mọi người xỉu thiệt. Nhạy bén lắm, mọi người rất là nhạy bén. Và kiểu những niềm tin đó. Để chừa bụng mình còn ăn nữa chứ. Ăn gì nữa? Ủa hôm nay không có đãi hả? Hôm nay là liệu trình detox. Không mượn. Không có mượn. Chắc cũng xe qua mai về. Detox cái gì? Không có cần. Nè bây giờ trưa nay mọi người ăn gì mọi người sẽ ra ngoài vườn. Coi đi đó, nấu cái gì thì mình hái cái rau đó. Rồi chiều mình sẽ đi chơi mình tắm biển rồi. Rồi, đi tiễn khách và check in nào. Đây, chị Hoa bên này nè. Ok. Đây, hai anh ở phòng này. Trời ơi, có lỗi là thấy có lỗi đây nè. Đồ của mình mà sao để tôi xách? Nó quăng kìa. Thấy chơi cái lội lại lấy xách đồ trai à? Tôi có nói tôi không xách không? Rồi bây giờ xách không? Bỏ đồ ra đúng không? Thôi mà, hai con đừng có cãi nhau. Phát ơi, ra tiễn Lan nè. Đi chỗ khác nghe, không muốn ở chung với anh. Một con người thấy trai là bỏ bạn. Nhưng mà tôi đánh dẹp. Chung luôn. Để em có Giang Lan về tới Sài Gòn. Ok. Rồi, vậy Đức kia để ba ly vô đây đi. Rồi lên xe. Đủ. Em đang đổ nè đó. Trời ơi. Wow. Rồi dứt đi. Rồi. Mời cả nhà. Số xã mời anh. Ngon quá. Thấy nồi lẩu cũng động lòng chứ bộ. Hôm nay Phát sẽ đấu những gì Phát đem theo. Anh Đằng anh lấy cà tím á, anh chẻ ra. Ăn sai nào thì chẻ sai đó. Wow. Dạ. Rửa gì không? Rửa rau gì không? Mấy tép sả cho cha coi con. Làm cái nào là cái chín mà ăn được. Trời ơi, cái sả mà có sả chín sả sống nữa hả? Con điên. Bé Giang ơi, mẹ té nhảy ngã kỳ. Ủa nó phá nhà anh kìa anh Giang ơi. Yêu nghiệt đâu không à. Ngọt quá vậy. Ngọt quá kìa. Mắm miền Tây không phải miền Trung. Ăn được thì ăn, không được thì thôi. Ok. Yêu ma. Nhìn ảnh như gian hàng khỏi chợ. Gì cũng có. Trời ơi. Chạy cái đó. Đây. Tao đợi cái này thì lâu lắm. Không mà. Nhanh đi. Biết lỗi rồi. Trời ơi là trời.